Chào cả nhà. Bữa nay là buổi sáng của ngày thứ ba đó. Sau cơn bão hôm thứ hai đó các bạn. Rồi mình cũng dọn dẹp từ từ ở sân trước á. Là ngày hôm qua mình gom góp mình để một đống hôm trước rồi. Chờ nó mình mấy cái người cắt cỏ tới đó, rồi mình thuê họ họ chở đi đổ bỏ giùm. Nhưng mà mình cũng phải quét dọn rồi gom lại từng khoảnh khoảnh vậy cho nó lá nó khô rồi bỏ vô bao. Trời ơi, như bãi chiến trường các bạn, phải sợ luôn, làm mà đau lưng muốn chết rồi các bạn ơi. Hôm trước một đống hôm trước nữa chỉ quét cho nó sạch lá rồi gom cho nó gọn gàng. Bạn thấy không? Anh trước một đống rồi đó, cây bự có đó, mình phải thuê người chứ mình xe mình cũng không có chở để bỏ nó được. Sáng mình dậy sớm các bạn. 6 giờ mấy gần 7 giờ mình ngon mình dậy, tại vì sao dậy sớm trời nó còn mát, nó không có nắng nó mát, mình còn làm nổi. Chứ mình để trễ lên một hồi đó, nó có ánh nắng nó nóng dữ lắm. Bên đây nóng cả 100 độ không hả bạn. Rồi làm cái gì, làm buổi sáng thôi đó, mình gom lại vậy nè đó, một đống từng đống nha mà bác. Các bạn biết cỏ mà, có cỏ mà. Trời ơi, lấy cây quào nữa. Rồi trong tóc trong ấy rồi mình cũng phải lấy cây chổi tàu cao đó. Mình quét ra, mình quét từng khúm khúm vậy nè. Để vậy đó. Rồi mình có thuê người đi nữa thì mình cũng làm việc cho gọn gàng. Ta vô bao rồi ta chở đi. Mình làm được một khoảnh chỗ này rồi. Đó. Đó, mấy đống rồi đó. À, cây này nè, cây bự quá trời luôn. Đây nè. Mấy. Nó ngã xuống, nó tét nó ngã xuống vậy nè. Đó. Bây giờ nó mình dựng lên vậy cho gọn để mình quét dọn. Cái này để đó, một đống mấy cây bự mình để đây nè. Còn chỗ này mình chưa làm tới nè các bạn. Đó. Đây nè. Bạn ơi mệt lắm bạn ơi, làm cứ một chút là nghỉ, chút là nghỉ. Cũng 70 mấy tuổi rồi, còn hôm qua mình cũng quét được gom ở đây được một đống, chỗ này sạch rồi nè. À, chỗ này quá trời luôn mà chưa xong, làm chưa xong. Bây giờ là mình tiếp tục mình làm tiếp. Ông xã mình thì 84 tuổi rồi, sức khỏe thì không có, ổng lúc này ổng có bị bệnh cái tiền đình đó, thành ra cứ bị chóng mặt hoài. Khi nào ổng khỏe khỏe, ổng hép được mình gì thì ổng hép, giúp được mình gì thì ổng giúp, chứ mình cũng không muốn ổng làm. Làm rồi rủi có gì nó còn khổ thân nữa. Thôi thành ra con gái thì đi làm, thành ra mọi việc trong nhà nặng nhọc nhà gì đó là mình làm hết được. Mà mai là trời thương mình cũng có sức khỏe đôi chút, hãy làm mệt thì ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục làm vậy đó. Như bà chiến trường không gom góp vậy mình đâu có mướn người ta được. Mình gom đi rồi mình muốn người ta đổ thì mình gom vậy đó. Bên đây không có được quyền đốt nha các bạn. Ở bên Việt Nam á, các bạn gom vậy chờ lá khô, cây khô bắt đốt được. Nhưng mà bên đây tuyệt đối nha. Chỉ cần khói lên một chút, nhà xung quanh nó sẽ kêu cảnh sát tới. Không có được đốt. Chứ nếu mà đốt thì cũng tiện quá. Mình gom vậy chờ nóng vậy, chừng ngày hai ngày là nó khô queo, đốt cháy rừng rần đi chứ. Bên đây thì không dám.
đó, mình làm được cái khoảnh này rồi đó, bây giờ mấy cái khoảnh này mình làm tiếp nữa các bạn, bữa nay cho nó xong cho rồi. Coi như phần này cũng xong được các bạn, sạch sẽ hết rồi đó. Cái này bây giờ mình quay lại làm phần này tiếp nữa là xong. Đây, phần này nữa. Mình quét tàu cao thì giỏi mà cái này hơi khó, mình làm không quen mà. Thường mình hay quét tàu cao lắm, giỏi tàu cao lắm. Trong hốc trong kẹt mình quét được. Tiếp tục làm nghỉ mệt trước.
coi như mình quét gom lại từng đống hết rồi các bạn đó, để cho nó có lá nó khô ha. Này, lá nó khô rồi mình cho vô bao, bao nếu mà mình kêu được người ta đổ thì cho người ta làm, người ta gom bao, còn nếu không thì mình vô bao, vô bao rồi mình cứ để ra cho mấy người đổ rác á, nó sạch bon rồi các bạn. Đây đó, hai đống rồi đó, đây đống rồi, ba đống này, ba đống rồi, đây nữa đống nữa, bốn đống, năm đống, sáu đống, bảy đống rồi các bạn. Đây, cái cây này bự quá, mình gác lên đây nè cho nó thấy, rồi khi có ấy người cắt cỏ đó, thì di chuyển ra trước, hoặc là kêu nó chở đi bỏ rác mình trả tiền đó. Cho các bạn thấy đó, từ sáng tới giờ mình làm được hết, sạch hết rồi đó, mấy đống rác đây gom vậy cho nó khô. Trời, nếu mà nhớ Việt Nam thì dễ quá rồi, mình để khô cái mình đốt mình làm phân luôn được rồi, nhưng mà bên đây không được các bạn ơi, đốt chỉ có khói một cái là mấy nhà chung quanh này nó thưa mình liền. Giờ bắt đầu đi tưới cây các bạn, làm mấy tiếng rồi giờ phải đi tưới cây nữa đây.